Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way to Way Cartoon với series Steven Universe Future. Sau hàng loạt những biến cố khiến Steven không thể mở lòng với nhóm Crystal Gem, với Connie hay thậm chí là với ông bố Greg, Steven cuối cùng sẽ nhờ đến ai để tìm sự sẻ chia? Liệu cậu có giải quyết được ổn thỏa những vấn đề tâm lý của mình hay hành trình 7 năm của series sẽ phải kết thúc trong đau buồn? Trong video ngày hôm nay, Way to Way sẽ cùng các cậu khám phá nội dung từ tập 17 cho đến tập 20 của bộ phim, đồng thời cũng là những tập cuối cùng của series nhé. Let's go! Tập 17, Homeworld Bound. Tiếp tục với cảnh cuối trong tập 16, Fragments, Jasper giờ đây đã được phục hồi và chấp nhận coi Steven là Diamond của mình. Mặc dù Pearl, Amethyst và Garnet đều rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Jasper trong nhà, nhưng cả ba lo lắng cho Steven hơn cả. Mặc cho Pearl lên giọng trách móc, Steven tiếp tục né tránh và một lần nữa rời khỏi nhà trong sự chán nản và lo sợ. Trước khi dịch chuyển đến Homeworld, cậu đã nói với họ rằng họ không thể giúp cậu được nữa, đồng thời cậu đã khuyên Jasper không nên đi theo cậu. Garnet đã kịp nhắn nhủ một lời với Steven rằng "We will always be your family." Các chị luôn luôn là gia đình của em. Homeworld giờ đây đã trở thành hành tinh xanh với những công trình thẩm mỹ và cây xanh thay vì những căn cứ. Còn cung điện của các Diamond được biến thành một khu di tích lịch sử. Bên trong khu di tích là mọi chủng loại gem đang tự do tham quan. Trong đó có một nhóm được hướng dẫn bởi Pearl cà tím. Đoàn tham quan đi tiếp đến địa điểm tiếp theo để lại Spinel ngây ngô ở lại. Spinel thấy Steven liền ôm hôn một cái to đùng, khiến cậu khá tức giận và hóa hồng trong thoáng chốc. Steven nói rằng cậu cần phải gặp ngay các Diamond vì gần đây cơ thể cậu liên tục bị sưng phồng trong trạng thái hóa hồng. Vậy nên Spinel đã dẫn cậu đến chỗ Yellow Diamond. Yellow đang cặm cụi làm việc trong một căn phòng chất đầy những chậu cây từ nhiều hành tinh. Cô đang cẩn thận ghép lại những mảnh vụn của những gem đột biến, sau đó sử dụng sức mạnh điều khiển trạng thái để hồi phục hình dạng cho gem đó. Để bù đắp cho hàng ngàn năm tra tấn các thuộc hạ, Yellow quyết định sẽ sử dụng sức mạnh của mình với cơ chế ngược lại để trả cho họ hình dạng bình thường. Thậm chí Yellow còn có ý định phục hồi lại Cluster với hàng triệu mảnh gem. Giờ đây, sức mạnh của Yellow là biến đổi hình dạng của các gem theo ý muốn, bao gồm phóng to, thu nhỏ từng bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể của gem đó. Steven nổi giận vì sức mạnh này không thể giúp gì cho cậu, vậy nên Yellow khuyên cậu đến chỗ Blue. Sức mạnh của Blue cũng đã được đảo ngược. Thay vì lan tỏa nỗi buồn mất Pink qua nước mắt, Blue bây giờ có thể làm nước mắt của mình bay hơi để tạo thành những đám mây lan tỏa niềm vui. Chỉ cần chạm nhẹ vào đám mây là Steven sẽ cười không dứt. Nhưng Steven nhất quyết không muốn cảm thấy tốt hơn nhờ phép thuật, mà cậu muốn chính bản thân cảm thấy tốt hơn. Cậu vô tình ngã khỏi đám mây, nhưng Spinel đã kịp đỡ lấy cậu. Steven tiếp tục đến tìm sự giúp đỡ từ White, bởi sức mạnh hiện tại của cô là cho người khác quyền kiểm soát cơ thể mình thay vì ngược lại như trước đây. Nhờ đó, White sẽ có thể thấy được suy nghĩ của Steven và hiểu được cảm xúc của cậu. White nhẹ nhàng yêu cầu Spinel ra bên ngoài chờ, để cô và Steven ở trong phòng. Cơ thể của White dưới sự điều khiển của Steven đã được bao phủ bởi màu hồng. Steven nhanh chóng cảm thấy sức mạnh này khá là thú vị, rồi bần thần nhận ra tâm trí của mình đang ở trong thân xác của một Diamond. Cậu ta càng trở nên giận dữ khi thấy White chính là mình, nhưng rồi một ý đồ trả thù bỗng trỗi dậy trong cậu. Khung cảnh đột nhiên trở nên đen tối và chúng ta thấy được tâm trí của White trong lúc bị lấn át bởi Steven. Cô miễn cưỡng hành động theo sự điều khiển của Steven như một con rối. Cùng lúc, ký ức về lần mà White lôi viên gem của Steven ra khỏi cơ thể của cậu ùa về. Cơ thể White bước dần đến một cái cột, chuẩn bị dùng hết sức đập trán cùng viên kim cương vào đó. Trong khoảnh khắc ấy, White đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình, nhưng hoàn toàn bất lực. May mắn thay, chính Steven là người đã đập trán vào cột và cơ thể White cũng đã được giải phóng. Steven đau đớn ôm trán và vội vã chạy đi, để lại White vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra. Steven lần tra hỏi Spinel làm cách nào để xua đi những ý nghĩ trả thù, và các cậu biết chính Steven là người đã giúp Spinel làm điều đó. Spinel đã ngân nga bài hát Change khiến Steven càng tức giận và tiếp tục bỏ chạy. Với mỗi bước chạy, cơ thể cậu lại phóng to thành kích cỡ của Pink Diamond. Ngay cả mái tóc của cậu cũng phồng lên như Pink và đồng tử của cậu cũng biến thành hình thoi. Cậu đã đánh rơi một chiếc dép khi chạy đến giữa cầu thang và bỏ mặc tiếng gọi của Spinel và các Diamond. Cậu dịch chuyển quay về nhà. Vậy là sau 17 tập phim, Steven của chúng ta đã xa lánh bất cứ ai có thể chia sẻ với cậu. Tập 18, Everything's Fine. Trở về nhà trong bộ dạng khá giống Pink Diamond, Steven chán nản nằm bẹp xuống giường trước khi nhận được cuộc gọi từ Connie. Connie rất lo lắng về triệu chứng sưng phồng của Steven kể từ khi cậu đến bệnh viện. Nhưng Steven lại cố đánh chống lảng bằng cách hỏi chuyện chuẩn bị đại học của Connie. Cậu vội lấy cớ quấy rầy giấc ngủ của các gem để cúp máy, mặc dù ai cũng biết rõ các gem không cần đi ngủ. Ký ức lần cậu giật tung vô lăng khi đang trên đường cùng Greg, cầm trên tay những mảnh vụn của Jasper và ý định đập vỡ White Diamond ùa về và vô tình phát lên màn hình TV khiến cậu hoảng loạn. Steven cố gắng chối bỏ những ký ức này, cùng lúc cậu nhận ra đồng tử mắt đã biến thành hình con thoi. Steven tự nhủ cậu vẫn ổn,
nhưng điều đó lập tức được phủ nhận khi giọng nói của cậu làm vỡ cửa kính. Garnet, Pearl và Amethyst liền chạy lên tầng để kiểm tra cậu, nhưng cả ba đành tin lời Steven, miễn là cậu không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Steven chắc chắn mình là Steven ngây thơ, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người năm nào, nên cậu quyết định chạy đến Little Homegirl bằng tốc độ siêu thành. Địa điểm đầu tiên Steven ghé qua là nhà kính nơi Peridot đang dạy lớp làm vườn. Cậu liền tỏ ý muốn dùng nước bọt để thêm sức sống cho những cây khô héo của Peridot. Chỉ với một cái liếm nhẹ, Steven đã làm kính vỡ tung bởi hàng chục bụi cây hình Steven. Chúng ngay lập tức chạy đi khắp nơi và lặp đi lặp lại câu nói Steven is here to help. Steven đến đây để giúp đỡ. Steven lạc quan, coi nhiệm vụ này là một chiến thắng tuyệt đối và tìm kiếm nhiệm vụ tiếp theo. Cậu bước vào lò rèn của Bismuth, nơi cô nàng đang ướm thử bộ giáp mới lên Yellow Pearl. Bismuth đã nhờ cậu rèn miếng sắt bằng chiếc bố nhỏ xinh, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng của Steven tiếp tục biến thành hành động phá hoại. Cái đe mà Bismuth vô cùng yêu quý đã vỡ làm đôi, làm cô gục xuống đất và bật khóc. Steven tiếp tục chạy đi và coi như mình đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ. Tiếp theo, cậu tham gia trận bóng chày cùng Amethyst, nên cô liền để Steven thế chỗ Larry Ma ở vị trí cánh trái. Anian đã dễ dàng đánh một cú home run, khiến quả bóng bay thẳng đến phía cửa sổ nhà Heaven và Earth Beetle. Steven kịp thời sử dụng sức mạnh làm chậm thời gian và bắt quả bóng trước khi tai nạn xảy ra, và mọi người vỗ tay tán thưởng cậu. Vô cùng vui sướng vì không làm hỏng việc, Steven nhè một cái thật lớn khiến cả thành phố tan tành trong chớp mắt. Cậu giảng giải rằng thất bại là mẹ thành công, rồi thản nhiên bắt tay xe lại ngôi trường của Beetle như chưa có chuyện gì xảy ra. Di chuyển về nhà, Steven nhận thấy ba James cùng Connie và Greg ngồi đó đợi cậu giải thích mọi chuyện. Connie thử gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng không thể do màn hình điện thoại lặp đi lặp lại câu nói Steven is here to help. Nếu các cậu để ý sẽ thấy trong thoáng chốc, câu nói bị ngắt quãng tạo thành help Steven giống như một lời cầu cứu. Steven cho rằng chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên. Greg cùng với mọi người đồng ý sẵn sàng ủng hộ cậu nếu đây là điều cậu muốn, nhưng rõ ràng cậu vẫn đang giấu giếm họ chuyện gì đó. Lần này, cậu không thể né tránh được nữa bởi mọi người đã bao quanh cậu. Cơ thể Steven lại xuất hiện hiện tượng sưng phồng và Connie đã khuyên cậu quay trở lại bệnh viện, vô tình khiến các James phát hiện ra cậu đã giấu họ chuyện ở bệnh viện. Đến đây, Steven đã quyết định đành kể hết cho mọi người chuyện gì đã xảy ra kể từ khi cậu thất tình. Cậu đã làm vỡ đe của Bismuth, có ý định giết chết Wyatt bằng cách đập trán vào cột và thực sự giết chết Jasper. Mọi người đồng loạt há hốc mồm vì kinh hãi, trong khi Steven nhận ra cậu hoàn toàn có thể làm hỏng bất cứ thứ gì rồi lại phục hồi nó như cũ. Giờ như ngay lúc này, Steven không còn quan tâm đến những lỗi lầm hay thậm chí là những ý định trả thù của cậu. Và cũng ngay lúc đó, Steven nhận ra mình không hề tốt đẹp một chút nào. Mọi người luôn nghĩ cậu tử tế, tốt bụng như một thiên thần, nhưng họ đã sai. Sự thật, cậu chỉ là một đứa bị bợm, cậu là một con quái vật. Steven đã quỳ xuống sàn và từ lưng cậu mọc ra một thứ gì đó màu hồng. Tầng 19, I am my monster. Toàn bộ Beach City và Little Home World rung chuyển mạnh, khiến cho mọi hoạt động bị gián đoạn. Bismuth, Lapis và Peridot lên có mặt ở ngôi đền để giúp hạ gục con quái vật hồng trước khi cả ba biết rằng đó là Steven trong hình dạng Pinkaiju. Pinkaiju với kích thước lớn hơn cả ngọn đồi đã mất hoàn toàn nhân tính của Steven và đang chuẩn bị tấn công Beach City. Connie cùng Lion liền dịch chuyển vào trong thành phố để bảo vệ người dân, trong khi các James khác ở lại tìm cách đối phó. Nhưng ngay cả sức mạnh của Alexandria cũng không thể làm gì được. Bismuth kịp thời dụ Pinkaiju ra hướng biển và ở đó Lapis đã giữ chân nó lại. Con quái vật đã tạm thời được khống chế, nhưng không một ai biết cách đối phó với nó như thế nào. Nhưng có một điều mà mọi fan ruột, ngay cả các nhân vật đã hiểu quá rõ qua series. Đó là chuyện gì không giải quyết được bằng vũ lực thì sẽ giải quyết được bằng nhiều vũ lực. Còn chuyện gì không thể giải quyết được bằng nhiều vũ lực thì sẽ giải quyết bằng cách thông não chỉ thuật. Vấn đề duy nhất là Steven không có mặt ở đây để thi triển nó, bởi không giống như mọi lần, lần này cậu chính là người cần thông não. Cả ba Diamond và Spinel vì lo lắng cho Steven cũng đã đến trái đất bằng tàu cá nhân và liền hiểu ra rằng Steven đã bị lỗi vì biến thành Pinkaiju. Yellow và Blue sử dụng sức mạnh vừa khám phá của mình để biến Pinkaiju trở lại nhưng không hề có tác dụng. Đến lượt White cho con quái vật quyền kiểm soát cơ thể, hy vọng có thể hiểu được Steven đang trải qua chuyện gì, nhưng cô liền hóa thành màu hồng với đôi mắt sáng như trong đoạn mở đầu rồi gục ngã xuống. Pinkaiju đã nổi điên lên và chỉ bằng một cú giống, nó đã thổi bay tất cả mọi người. Cú giống đồng thời làm nứt thềm đại dương, khiến Cluster có thể chui lên và giữ Pinkaiju lại. Mây đen từ từ kéo đến, đen kịt bầu trời. Mọi người từ nhóm Crystal Gem, Greg, Spinel và cả ba Diamond đều trở nên tuyệt vọng. Pearl hiểu rằng bên trong con quái vật là một Steven ngập tràn phẫn nộ và không thể giải tỏa. Amethyst tự trách mình đã không thể giúp Steven. Garnet đã không thể giữ được bình tĩnh mà phân tách thành Ruby và Sapphire ôm nhau khóc nức nở. Red thì nhất quyết không bỏ chạy vì đó chính là con trai của ông, đứa con ông đã không thể bảo vệ được. Yellow và Blue cũng đã than khóc vì chính họ đã trực tiếp tổn thương Steven. Spinel thì đã từng có ý định giết mọi người Steven yêu quý và cả hành tinh của cậu.
Nhưng White đã nhận mọi tội lỗi về mình. Chính cô đã tổn thương Yellow, Blue, Pink, Steven và mọi sinh vật trong vũ trụ. Trong khoảnh khắc bất lực ấy, Connie và Lion đã xuất hiện và đem lại ánh sáng cho tất cả mọi người. Tất cả đều đúng khi nhận ra lỗi lầm về mình, nhưng họ không thể cứ than khóc để chờ Steven đến giúp được. Giờ là lúc tất cả phải cùng nhau giúp Steven bằng chính những cách Steven đã giúp họ trước đây. Connie đã giúp mọi người lấy lại bình tĩnh và quyết tâm, cùng lúc Pinkaju quật đổ Cluster và lao vào phía mọi người. Garnet liền ra lệnh cho Yellow phóng to mình bằng Pinkaju, còn Blue sẽ dùng mây để nâng tất cả mọi người lên. Lapis tạt nước thật mạnh để đánh lạc hướng Pinkaju, đủ lâu để mọi người có thể xông đến gần. Cái ôm thật chặt của Garnet đã giúp Pinkaju lấy lại bình tĩnh. Lapis, Blue, Yellow, White, Bismuth, Peridot, Amethyst, Pearl, Greg và cuối cùng là Spinel đến ôm chầm lấy Steven. Từng nhân vật lần lượt cảm ơn những gì Steven đã đem lại cho họ và hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cluster cũng quay trở lại và nắm lấy bàn tay của cậu. Chốt lại tất cả, Connie đã chậm rãi bước đến Steven và tặng cậu một nụ hôn. Hai hàng nước mắt tuôn ra từ Pinkaju khiến một vùng nước phai màu hồng. Màn hình sáng chói trước khi Steven quay trở lại trạng thái bình thường. Trước mắt cậu là bạn bè và gia đình. Họ đã vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu đã trở lại. Steven ôm thật chặt Lion và khóc những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi. Và chúng ta cùng đến tập cuối, The Future. Kể từ sau sự kiện tập 19, Steven bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý và dần trở nên ổn định hơn. Cậu đã sẵn sàng rời khỏi Beast City để khám phá thế giới bên ngoài. Một ngày trước khi đi, Steven đang tập thể dục một mình ở ngoài bãi biển thì Connie cưỡi Lion đến. Cả hai đã vào vòng Steven và lên lịch trình cho chuyến đi của cậu. Trên đường đi, cậu sẽ ghé qua buổi hòa nhạc của Shep và Sadie ở Charm City, gặp Connie và Lion ở trường của Connie và gặp Lars ở ngoài vũ trụ hàng tuần. Steven đã nói dự định của mình với mọi người ở Beast City trừ các Gem. Cậu sợ rằng họ sẽ rất buồn khi biết tin cậu rời đi. Khi Garnet, Pearl và Amethyst trở về ngôi đền, Steven đã đợi họ ở bếp cùng một cái hộp bánh cookie cat tự làm. Cả ba vui vẻ ăn bánh của Steven, ngay cả Pearl cũng không ngần ngại cắn một miếng. Ăn xong, cả ba rap lại bài Cookie Cat Song. Và giờ đây, lời của bài rap hoàn toàn trùng khớp với những câu chuyện của Steven trong suốt series. Bắt nguồn từ một sinh vật ngoài vũ trụ, Cookie Cat có hai màu kem hồng và trắng tượng trưng cho hai nửa của Steven. Cookie Cat cũng sẽ rời bỏ gia đình giống như Steven sắp tới vậy. Đến đây, Steven trịnh trọng tuyên bố cậu sẽ rời Beast City vào ngày mai và cậu sẽ đi một chuyến xuyên 39 bang của nước Mỹ và hứa vẫn sẽ nói chuyện với bác sĩ tâm lý hàng ngày. Mặc dù biết Steven có thể không bao giờ quay trở lại, nhưng ba Gem không hề buồn bã hoặc ra sức ngăn cản như Steven nghĩ. Trái lại, họ lại tỏ ra rất thản nhiên. Mọi chuyện không hề suôn sẻ như vậy khi Bismuth, Peridot và Lapis nghe tin. Bismuth và Lapis thì cố gắng khuyên cậu ở lại, còn Peridot đã bật khóc nức nở vì sợ sẽ không gặp được ai như Steven. Steven liền đến bên cô và tặng một món quà đặc biệt, đó là chiếc áo đỏ sao vàng của cậu với lời chúc Be the Steven you wanna see in the world. Ngoài ra, Steven cũng đã tặng cho Lapis một hộp màu có đủ màu sáp, sáp dầu và cả màu nước. Về phần Bismuth, Steven trao lại cho cô lá cờ nguyên bản của nhóm Crystal Gem, bởi trong nhóm, cô chính là chiến binh xứng đáng hơn cả. Cả ba đã cảm ơn Steven vì món quà, nhưng hơn hết là vì cậu đã giúp họ trở thành họ của ngày hôm nay. Riêng Lapis còn hứa sẽ cho Steven một bức tranh từ nước mắt của mình. Cả bốn ôm nhau với cái ôm từ biệt thấm đẫm nước mắt. Trên đường về, Steven gặp Jasper, tỏ ý muốn theo chân Steven để bảo vệ cậu. Jasper thừa biết mình sẽ không được phép như vậy, vậy nên ngay sau đó cô đã miễn cưỡng bỏ đi trong sự tức tối. Về nhà, Steven đã tặng cho Amethyst một bộ chơi game của cậu. Nhưng thay vì cảm kích, Amethyst lại vô cùng hả hê khi được quyền xóa kỷ lục và file lưu trữ của cậu. Steven đã tặng cho Pearl cây đàn ukulele, nhưng cô cũng chỉ bình thản cất nó vào viên ngọc trai. Cậu nói rằng Pearl không phải kìm nén cảm xúc như mọi khi, còn Pearl thì tươi tỉnh trả lời việc Steven rời đi là đáng mừng chứ không hề đáng buồn. Steven tặng lại cho Garnet cuốn sổ cậu đã dùng để lên kế hoạch cho đám cưới của Ruby và Sapphire. Hy vọng sau này, Garnet sẽ giúp lên kế hoạch đám cưới của cậu. Cậu hỏi liệu có phải Garnet đã kiểm tra tương lai của cậu để trấn an Pearl và Amethyst, nhưng Garnet chỉ trả lời không cần dùng sức mạnh, cô cũng có thể biết chắc tương lai của cậu sẽ rất tốt đẹp. Tối hôm đó, Steven cùng bố gói ghém đồ đạc vào vali. Món quà của cậu dành cho ông bố chính là căn phòng của cậu trong ngôi đền, bởi ông đã phải ăn trong chiếc xe RV hàng chục năm. Hai bố con nằm lên giường và Greg hồi tưởng lại thời còn trẻ của ông. Ông cũng từng rời khỏi bố mẹ để khám phá thế giới giống Steven bây giờ. Giờ phút chia ly cuối cùng cũng đã đến, Connie ôm hôn Steven và dặn cậu nhắn tin cho cô mỗi bữa sáng. Cậu ôm từ biệt Greg, Pearl, Garnet rồi đến Amethyst trước khi lên chiếc xe Don Dye. Chiếc xe dần dần lăn bánh mà Steven không thể rời khỏi mắt kính chiếu hậu, không thể chứng kiến cảnh gia đình mình dần dần khuất sau ngọn đồi và càng không hiểu sao cả ba Gem không mảy may buồn một chút nào ngay cả khi cậu đã lên đường. Cậu liền quay xe trong nước mắt và phát hiện ra rằng từ hôm qua đến giờ, cả ba đều cố gắng hết sức để không bật khóc.
Garnet giải thích rằng cô không thể không nhìn vào tương lai của Steven. Cô không muốn nước mắt của mình khiến cho Steven đổi ý. Mặc dù vậy, Garnet vẫn biết rằng mình, Pearl và Amethyst sẽ xuất hiện trong tương lai của Steven. Bất kể cậu đang ở đâu, đang làm gì, họ cũng sẽ theo dõi để lắng nghe, quan tâm và chia sẻ cùng cậu. Steven cuối cùng cũng đã nhận được lời tạm biệt cậu mong đợi. Giờ đây, cậu đã yên tâm rời khỏi quê nhà và hướng đến cuộc sống tự do phía trước. Tại cửa hàng Big Donut, người dân Beach City đã đứng đó để tạm biệt cậu, đặc biệt là Anian đang khoác trên vai chiếc cặp cheeseburger huyền thoại. Cuộc sống của mọi người cứ thế tiếp diễn và Steven cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cậu như tất cả chúng ta đang làm. Và vừa rồi là tóm tắt 45 phút của 4 tập phim cuối cùng của series Steven Universe Future. 45 phút đã đánh dấu kết thúc hành trình 7 năm của loạt phim Steven Universe. Tớ không thể nào đòi hỏi gì thêm từ cái kết này vì nó quá là viên mãn rồi. Liệu các cậu có cùng suy nghĩ với tớ hay không? Hãy comment cảm nghĩ của các cậu ở phía bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share video này và subscribe kênh Way to Way Cartoon để không bỏ lỡ những video sắp tới về Steven Universe. Chúng tớ vẫn sẽ tiếp tục phân tích và tổng hợp về video này. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video khác trên kênh. Way to Way out.